Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai chị trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Thời Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một nhà vườn mới của anh Khải ở Ô Môn, thành phố Cần Thơ ha cô chú. À, hôm nay thì anh Khải cũng có một số giống mai ghép như là siêu bông Bình Lợi với lại siêu bông Sài Gòn, có cúc hồ hương lá cẩm thạch nữa ạ. À, một số cái mai dảo kim thuần chậu, mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho anh Khải ạ. À, em xin phép được cho clip luôn cô chú anh chị ha. Là một số mai ghép thì hàng bonsai mini nhé cô chú anh chị. À, cây giảo kim thuần chậu, cây đế ghép luôn cô chú anh chị ha. Dạ cô chú anh chị mình xem ghép ưng ý cái nào mình liên hệ với số điện thoại của anh giúp em ha. À, này cũng có một số nút đụng nhau với cô chú anh chị. Dạ dạ em vô clip luôn ha cô chú. Dạ em xin chào anh Khải ơi. Rồi chào chị Phương. Chào cô chú anh chị trên mọi miền đất nước, hôm nay có 8 cây phôi, 8 cây mai thành phẩm giao lưu của cô chú anh chị. Con ở phường Trang, quận 1, số điện thoại là 0919 584 057, vô cây số 1 của chú anh chị ơi. Dạ mã số 1 là cúc hương là cẩm thạch anh ha. Dạ là cẩm thạch. Dạ hoành 17 ghép với phôi mai vàng hoành được 17 nha cô chú anh chị. Dạ thằng này dáng nó cũng hơi bay bay cô chú anh chị thân mắt không nha. Tàn ngang 56, tàn 304, mai này có nút nụ cô chú anh chị, nụ nó còn non mà chơi được, chơi hết được. Chỗ này có áp cành rồi, về cô chú anh chị không thích thì cắt bỏ cũng được cô chú anh chị. Dạ. À, cây này cũng có nút nụ kim nha mấy cô chú anh chị ha. Có nút nụ nhỏ. Dạ. Cái đường thân lắc nó cũng duyên lắm nha cô chú anh chị. Cờ đá cũng khá nha. Cây đầu clip mình giao lưu giá nhiêu anh ha? Cây số 1 giao lưu giá 1.4 em chị. Dạ, cúc thợ hương lá cẩm thạch 1.4. Dạ. Mai vàng ghép với siêu bông Bình Lợi chú anh chị. Dạ. Thôi sắc lớn luôn nha cô chú anh chị. Quỳnh đây là được 38 chú anh chị ơi. Dạ. Có cái mặt thẹo thế này nữa. Tổng cú đặt được 50. Dạ. Cái này cũng đế, có đế nào cũ luôn ha con chú ha. Lọt lòng chậu 45. Tàn ngang 67. Chiều dài 83. Cao 82. Dạ, cây này siêu bông Bình Lợi này có nút cho cô chú anh chị. Dạ. Kia tết được luôn. Cây này cái nút nụ nó cũng no tròn lắm rồi đó cô chú anh chị. Mình ghép cây này cũng được 2, 4, 5 bò ha. Siêu bông Bình Lợi ghép phôi mai vàng nha quý cô chú. Ghép với cái phôi sắc lớn luôn nha. Dạ, cây này mình giao lưu giá nhiều vậy anh ha? Mã số 2 giao lưu 3.6 chú anh chị. Dạ. Cái này có xếp chậu mà có lỡ có bể thì chú về thay chậu khác nha. Dạ, 3.6. Cái chậu này dễ bể. Dạ rồi. Dạ, cái mã số 3. Mai vàng ghép với siêu bông Sài Gòn chú anh chị ơi. Dạ, cái này đế lớp luôn ha cô chú anh chị. Phía trước này có gãy chịu hết trơn rồi nha cô chú. Cái cọng rễ này hồi đó nó nhỏng lên cắt cảo xuống cô chú anh chị. Dạ. Chứ cọng rễ trong này tét hồi đó nhưng mà giờ nó liền lạnh cho nên chứ đi ơi. Dạ, siêu bông Sài Gòn ghép với phôi mai vàng, cây này cũng có nút nụ luôn á cô chú. Dạ, em xin thông số luôn anh ha. Hoành đo đây nó có cấn không? 20 30 yếu chính là 29 này chứ anh chị. Dạ. Chiều dài 82. Cao 95 của chú anh chị ơi. Dạ. Cọng nhôm này chỉ đè cái cọng rễ này xuống cô hơn chú anh chị ơi. Chứ không có gì hết. Dạ. Đế cũng khá cô chú anh chị.
À, lúc nội thì em thấy nó cũng bự bự lắm rồi nha. Mà vừa chơi Tết được chứ chị. Nụ cũng nhiều lắm nha cô chú anh chị. Cái chỗ này nó có sữa, nó có bị hơi tét chỗ này, nhưng mà nhôm kẹp lại không sao chú anh chị. Chơi Tết rồi bấm ngang cũng được. Dạ, em này mình giao lưu giá bao nhiêu ạ? Mã số 3, 5 triệu 2 của chú anh chị. Dạ. Số 4, phôi mai vàng ghép siêu bông Sài Gòn. Siêu bông Sài Gòn của chú anh chị. Dạ, cây phân toàn lớn mà thân nó lắc không hả cô chú anh chị? Cái phôi không là có cành đều hả cô chú? Mấy cái chậu ghép này cũng chỗ có này cái... Chỗ này nó ghép không lên, ấp cành bây giờ nó cũng lên của chú anh chị, bình thường. Dạ. Chậu ghép này có cái nó cũng muốn liền rồi đó cô chú anh chị. To chậu ghép luôn nha. Cây này nụ là bự bự không cô chú anh chị? Tết này 11 tháng. Này chơi Tết ok nha. Lúc nụ nó to to không rồi đó cô chú. Cái mai này nó dữ lắm cô chú anh chị. Thân lắc cũng duyên cây lắm nha cô chú anh chị. Đế hay nó gom cái khu đế luôn nha. Dạ, em xin số đo luôn ạ. À. 26 đến 25 cho cô chú anh chị ơi. Dạ. Ngay chỗ này. Cô đặt gọn gọn. 49 cho cô chú anh chị. Dạ. Số non. Số non 2 đó. 2. Lọt lòng chậu năm của chú anh chị. Tán ngang khoảng 1m3. Cao 95. Dạ, siêu bông Sài Gòn ghép cho phôi mai vàng nha cô chú anh chị. Thân đắt lượng luôn nha. Em xin giá luôn nha. Mã số 4, 7 triệu cô chú anh chị ơi. Dạ. Cây này nụ nút cũng nhiều mà nụ to nữa cô chú anh chị. Mấy này xếp chậu vậy nè cô chú anh chị. Chậu ghép ở trên này nó cỡ bằng ngón trỏ ngón cái luôn ha. Bảy triệu nha mấy cô chú anh chị. Mà số 5, 3 người thiếu. Số 5 nha cô chú anh chị. Mai vàng ghép Đa Phúc của chú anh chị. Dạ. Năm tháng mấy? Dạ, Đa Phúc. Cây này cũng có nụ luôn á quý cô chú anh chị. Mấy cái bò đi ghép là còn gần bằng ngón út của em hết trơn rồi nha cô chú. Có cái bò cái này nó liền luôn. Thú lai. Dạ, rồi em xin số đo luôn anh nha. Có cái đế nó cũng quái quái luôn á cô chú anh chị. Hai mươi tám, 27 đây chị. Vâng, vị trí này 27. Đế đặt này 56. Dạ. Này lọt lòng chậu 6 của anh chị. Tán ngang 86. Cành bay đó 109. Chiều cao. Chiều cao 78. Giá Đa Phúc ghép phôi mai vàng nha cô chú anh chị. Ghép mới có mấy tháng mà chậu ghép nó là to luôn nha cô chú. Năm tháng mấy? Dạ. 6 tháng. Rồi, em xin giá luôn anh nha. Mã số 5, 4 triệu rưỡi. Dạ. Sắp xếp toàn quốc cho cô chú anh chị. Dạ rồi. Kinh năm. Cái ba này bán không? Số 6 cô chú anh chị. Dạ, mã số 6. Giáo ghim. Bông 5, 7, 9, 10 cánh chứ của chú gì ơi. Cái này đang cũng đang có nụ nhiều quá cô chú anh chị. Cốt cành thì nó đóng đều hết trơn quá cô chú anh chị ha.
chia cành thì bỏ điều không có bị trùng chi luôn á cô chú anh chị, đế cũng có đế khá đế luôn à. Dạ rồi em xin xếp đôi luôn anh ha. Đo này ở trong này nhé, không ăn đo dụng được. 28 một ạ. Dạ vị trí 28. Là 80. Dạ. Lật lật 86. Tàn ngang 1,5 m. Cao cỡ 1,6 m chứ anh chị ơi. Dạ, một cây mai dẻo ghiên á cô chú anh chị, chi tay đều hết trơn luôn ha. Cây này em xin giá luôn anh ha. Mã số 6 5,5 triệu. Dạ. Cây này cô chú anh chị mình không thích chơi dẻo ghiên mà phải cắt ghép một số giống siêu bông giờ luôn ha cô chú anh chị. Tay cành đóng rất là đều nha. Dạ, em đổi luôn ạ. 5 7 9 10 cánh cho chú anh chị ơi. Dạ. Số 7 nha quý cô chú anh chị. Mã số 7. Cái này cái vàng xương tàn nó cũng rất là đều quá mấy cô chú. À, nụ nút là quá trời luôn nha cô chú anh chị. Đây là nụ no tròn hết trơn nha cô chú ha. Vàng xương chi cành thì đóng ngang ngang không rồi nha cô chú. Dạ nó dặn cái thân cũng rất là khéo luôn à. Đế một củ đế luôn nha cô chú anh chị. Trước đó có hai cái đế chịu cô chú anh chị. Dạ rồi em xin số đo luôn ạ. 32 chú anh chị. Còn đây 81. Dạ. Lọt lòng cho 7 của chú anh chị. Chiều cao khoảng 1,6 m. Tan ngang khoảng 1,6 m chú anh chị ơi. Mai này bao ship 200 km của chú anh chị. Dạ, một cây dẻo ghiên nha cô chú anh chị, mã số 7. Cây này mình để một cây phía trước sân nhà chơi Tết là hoành tráng đó nha cô chú ha. Cây mai này với cây mai nãy bao 200 km chú anh chị ơi. Dạ. Cái này mình Zalo giá nhiêu anh ha? Mã số 7 11 triệu chú anh chị. Dạ. Cái này đế cũng có khá thế nha cô chú anh chị. Trước nó có phòng ghế bự, phòng ghế chịu. Dạ rồi. Em đổi luôn nha. Thiêu. Cây dạ. Bài của chú chị ơi. Mã số 8 một cây mai vàng. Dán bài ha cô chú anh chị. Này mình có thể vô mấy cái chậu hình chữ nhật phối tiểu cảnh là ok đó với cô chú. Cái vàng xương nó cũng khá là dày nha cô chú chị, nút nội có nhiều lắm luôn nha. Cái mai này nút cái đấm nút của chú chị ơi. Này dán bay tự nhiên luôn anh ha. Cái này dẻo gai chứ cô chú anh chị. Dạ. 6 8 10 cánh, bông bự. Đế cũng nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Đây là kia. Chà, trời. Em xin số đo luôn nha. Bốn mươi sáu hoành cho chú anh chị. Dạ, cô chú này 46. Tính 45 cũng được. Đi còn gọn rồi đi. 58. Ổng hoành đế này. 145. À, cô chú anh chị mình xem mà cảm nhận giúp em ha. Cái này đế cũng khá là đều nha cô chú anh chị. Cây đang nằm trong chậu máy anh ha. Chậu 8 lọc lòng. Dạ. Cái này tàn ngang nó là 1,7 m. Tàn bay là 2,3 m của chú anh chị ơi. Nó có hai mà cắt chỗ này nè. Đi chỗ này nó.
cái này ba thân chụm lại là nó không có bị một bọng như đổ keo của chú anh chị, không có một bọng chân. Trời, cây dẻo gai á cô chú anh chị, có nút nụ luôn nha, nụ này cũng bự lắm á cô chú. Mai này nút nhiều lắm cô chú anh chị ơi. Thôi này chơi tết là ok luôn anh ha. Dạ mình giao lưu cái này giá bao nhiêu vậy anh Khải ha? Mã số 8 giao lưu 34 triệu bao xếp 200 km chứ anh chị. Dạ 34 triệu. Cho em quan vòng nữa anh ha. Dạ cô chú anh chị mình thích cái form dáng 3 thì mình liên hệ với số điện thoại của anh Khải nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Dạ. Dạ cuối clip anh cho em xin lại số điện thoại của anh ha. Số điện thoại là 0919584057. Dạ anh có muốn nói gì thêm nữa không ạ? À? Cuối clip con chúc cho cô chú anh chị sức khỏe dồi dào, ăn khang thịnh vượng, làm ăn có tài, gặp nhiều may mắn. Dạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip luôn ạ. Em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn quý cô chú anh chị ha.